Chào bạn, hiện tại thì Thalito đang ở quán cà phê để hoàn thành cái cảnh thứ 6 của clip mang một thông điệp rất là ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Như hôm vừa rồi mình có hứa với các bạn là sẽ làm cái clip biến tiền, biến cái phong bì thành tờ tiền. Thì hôm nay trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ bật mí cho các bạn biết cái gimmick đó như thế nào nha. Ok, đây các bạn hãy theo dõi. Vâng, bây giờ trên tay Thalito đang có một tờ tiền mệnh giá là 500.000 đồng. Các bạn thấy rõ không ạ? Bây giờ Thalito sẽ lắc một cái tập chính hình tập phong bì. Và đặc biệt là trong phong bì này có tờ 500.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.